Zombie Apocalypse. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề 4 trong phương trình bậc 2 và định lý VS. Ở bảo ngày hôm trước thì chúng ta đã làm quen với dạng đầu tiên, dạng biểu thức đối xứng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với dạng số 2 là biểu thức không đối xứng. Thế thì cũng không mất thời gian của các bạn nữa thì mình vào luôn cái dạng toán số 2 này. Là đối với bài toán thường gặp thì tìm M để phương trình AX bình cộng BX cộng C có hai nghĩa phân biệt X1, X2 thỏa mãn một biểu thức không đối xứng với X1, X2. Thế nào là biểu thức đối xứng và không đối xứng thì mình cũng đã nói rất là kỹ ở bài ngày hôm trước rồi. Thế thì ngày hôm nay mình vẫn muốn nhắc lại để cho những bạn nào mà vẫn chưa nhớ thì có thể theo dõi. Ví dụ như X1 bình cộng X2 bình cộng X1, X2. Thì khi thay đổi vai trò của X1 và X2 thì mình vẫn được một biểu thức ban đầu. Được một biểu thức mới bằng biểu thức ban đầu, đúng không? Thì x1 này thay bằng x2 này, x2 thay bằng x1 này, đúng không? x1 thay bằng x2 này, x2 thay bằng x1, mình được một biểu thức bằng với biểu thức ban đầu. Thì như vậy là mình gọi đây là biểu thức đối xứng. Thế nào biểu thức không đối xứng? Ví dụ như một biểu thức B của mình là x1 bình cộng x2 đi. Thì khi thay đổi vai trò của x1, x2 thì đây là x2 bình cộng x1. Thì đương nhiên các bạn sẽ thấy rằng là hai biểu thức này nó đã khác nhau. Thì chứng tỏ đây là biểu thức không đối xứng. Thế thì để giải được biểu thức không đối xứng này thì chúng ta có thể quan sát này. Bước 1 là tìm điều kiện để phương trình có hai nghiệm x1, x2. Set delta, tính tích, set tổng hệ số. Đúng không nào? Thì rất là quen thuộc. Bước số 2 là áp dụng định lý VS. Mình có tổng S và tích P. Sau đó dựa vào 1, 2, 3 để tìm x1, x2 theo M. Thì 1 là ở đâu? 1 là cái biểu thức không đối xứng này các bạn. Còn 2, 3 này là S với P. Thì mình sẽ tìm x1, x2 theo M. Bước 3 là tìm M và kiểm tra điều kiện, rút ra kết luận. Thế thì ở bước số 2 này dựa vào từ 1, 2, 3 tìm x1, x2 theo M. Thế thì không nhất thiết phải theo M các bạn. Có bài mình sẽ tìm trực tiếp luôn chẳng hạn, đúng không? Thế thì ở đây là còn mình sẽ ghi là có thể theo M, đúng không? Những bài khó thì nó theo M, còn những bài không khó thì nó cũng không cần theo M đâu. Thế thì các bạn thấy rằng là đối với dạng 1 và dạng 2 thì giống hệt nhau ở cách 1, đúng không? Ở bước 1 thì chúng ta bắt buộc phải có delta hoặc là bắt buộc phải chứng minh có hai nghiệm phân biệt. Sau đó thì áp dụng VS. Tuy nhiên thì ở bài kia thì mình phải biến đổi biểu thức đối xứng. Còn ở đây thì mình sẽ dựa vào 1, 2, 3. 3 cái dữ kiện này để làm. Thì mình đi vào ví dụ 1 nha các bạn nhé. Ví dụ 1 là cho phương trình x bình trừ 4x trừ m bình trừ 1 bằng 0. Với m là tham số thực. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 để thỏa mãn x2 bằng trừ 5x1. Đó. Các bạn thấy rằng đây là một biểu thức không đối xứng rồi. Khi thay đổi vai trò của x1, x2. Thì mình được một biểu thức mới, không bằng biểu thức đã cho. Thế thì đối với cái phương trình ban đầu này, màu nó hơi bị gắt đúng không các bạn? Mình cho lại màu đen. Ok, thì phải làm như thế nào? Chỉ rất là đơn giản thôi. Mình sẽ đi luôn vào lời giải với bước 1. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác định delta đã, đúng không? Xem chúng ta có delta là gì. Được chưa nào? Thế thì bước đầu tiên là các bạn nên xác định ABC đã. A bằng 1, B bằng trừ 4 và C bằng trừ m bình trừ 1, đúng không? Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là vẫn nên tìm B phẩy thì bằng trừ 2. Đến đây thì chúng ta sẽ có delta sẽ bằng là B phẩy bình trừ AC bằng là trừ 2 bình trừ cho một ngoặc ra M bình trừ 1, à thiếu trừ M bình trừ 1 đúng không, bằng 4 trừ cho 4 trừ trừ là thành cộng M bình cộng 1 và bằng luôn là 5 cộng M bình.
5 cộng m bình thì chắc chắn lớn hơn 0 rồi. Với mọi m. Đúng chưa? Vậy chứng tỏ rằng là phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Hơi dài thì có thể mình ngắt xuống dòng. Bạn nào không quen thì nên ngắt xuống dòng nhé. Ồ. Từ đây thì mình có thể là vậy nên do đó này phương trình một phương trình sao luôn có hai nghiệm phân biệt thì mình đã làm xong bước 1 đúng không? Với bước 2 là gì? Mình quay trở lại này. Bước 2 là áp dụng định lý VS và dựa vào các dữ kiện 1, 2, 3 để tìm x1, x2 theo m, có thể theo m. Sau đó tìm m. Rồi, thế thì như vậy là ta có hệ thức VS. Mình xin viết, xin phép không viết không dấu nhá. Và sẽ copy một tí cái hệ thức VS này, đỡ phải chép lại nhiều lần. Bằng trừ b thì mình sẽ là 4 đúng không? Còn ở đây c trên a thì sẽ bằng trừ m bình trừ 1. Đúng chưa? Thế như vậy là ở đây mình có sc thì bằng 4, là x1 cộng x2 bằng 4 và x1 nhân x2 bằng trừ m bình trừ 1. Mà theo dữ kiện đề bài này, mình có được x2 theo đề bài. Ta có là đây cậu này. Cậu này thì mình đánh số là 2 hay là 1 hay là 3 đi. Còn đây là 1 này, 2 này, 3 này, đúng không? Thế thì ở đây mình theo đề bài thì phải kết hợp 1 2 3 vào để giải ra x1 x2. Thế thì dễ thấy này. Do tổng này không đổi x1 cộng x2 không đổi bằng 4 mà đây đã có x2 trừ 5x1. X2 bằng chỉ 5x1, thế nên là từ 1 và 3 thì mình sẽ có một cái hệ và mình sẽ giải cái hệ đấy, đúng không? Từ 1 và 3 ta có hệ hệ ở đây là x1 cộng x2 bằng 4, đồng thời là mình chuyển về luôn nhé các bạn nhé, 5x1 cộng với x2 bằng bằng mấy nhỉ? Bằng 0. Đúng không? Sau đó mình sẽ giải luôn. Được không? Tương đương. Đến đây có thể bấm máy tính. Bởi vì đây là bài giải phương trình bậc 2 chứ không phải giải hệ, thế nên là kiến thức trọng tâm là giải tìm m đúng không? Thế nên là có thể là mình sẽ ghi luôn kết quả. Được không nào? X1 bằng bao nhiêu đấy? Và x2 bằng bao nhiêu đấy? Thì không biết là các bạn có biết nhớ cách bấm máy tính không? Thế thì mình cũng hướng dẫn lại các bạn cách bấm nhá. Nhiều bạn cũng quên. Không quên đâu. Nhập thôi. 1, 1, 4, 1, 1, 4, 5, 1, 0, đúng không? Bằng x1 bằng âm 1 và x2 sẽ bằng x2 bằng 5. Đúng chưa nào? Thế thì nếu x1 bằng âm 1 và x2 bằng 5 thì như vậy mình sẽ thay vào 2 thôi. Đúng chưa? Chúng ta sẽ thay x1 chấm phẩy x2 vào 2. Có được cái gì? Như vậy tích x1 x2 là bằng âm 5 đúng không? Như vậy mình sẽ có là trừ m bình trừ 1 bằng âm 5. Đó. Sẽ tương đương với là m bình bằng 4 đúng không? Như vậy tương đương với việc là m bằng cộng trừ 2. Thế thì có điều kiện không? Mình kiểm tra lại thì không có điều kiện. Như vậy là mình đã xong rồi.
Vậy m bằng cộng trừ 2 thì đây có cái điều này. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng cũng không quá khó đúng không? Bài toán tách biệt ra thành 3 bước này, bước 1 này, delta. Bước 2 là viết hệ thức và mình sẽ kết hợp giữa 1 2 3 vào để mình tìm x1 x 2. Sau đó thì tìm m đúng không nào? Bước 3 đấy, kết hợp điều kiện, nhưng mà bài này thì không có điều kiện. Thế nên là chúng ta sẽ dừng lại ở việc tìm x1 x 2 thôi. Đúng chưa nào? Tiếp theo thì mình có một bài tập khai thác. Thế tại sao gọi là bài tập khai thác? Lý do là mà mình dùng ngay cái đề bài ở bài trên ý. Đấy, mình đặt câu hỏi khác thôi. Là tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 là các số nguyên tố. Được chưa nào? Thế thì bài số 1 này với bài số 2 này là khai thác ở cái bài trên. Bài số 2 thì lại là bài khai thác của bài số 1. Đó, ý đồ của mình là như vậy. Thế thì có lẽ là mình sẽ giải nhanh thôi, được không? Mình giải nhanh. Mình giải nhanh bài 1 chứ mình không 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 trình bày rõ chi tiết ra nhá, được không nào? Mình kế thừa ngay cái các cái kết quả ở cái phía trên này. Thì giải quyết như thế nào? Các bạn thấy rằng là SC ở đây là x1 cộng x2, SC sẽ bằng là x1 cộng x2 bằng 4 đúng không? Và P bằng là trừ m bình trừ 1. Để cho x1, x2 là các số nguyên tố thì mình thấy rằng này, số nguyên tố phải là số dương này, đúng không? Thứ hai là chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Vậy x1 cộng x2 mà bằng 4 thì suy ra x1 sẽ phải bằng x2 và bằng 2, đúng chưa? X1 và x2 bằng 2. Thế như vậy từ đây mình sẽ suy ra được rằng x1 nhân x2 thì sẽ phải bằng 4, đúng không nào? Và tích này thì bằng trừ m bình trừ 1. Ồ, đúng chưa? Trừ m bình trừ 1. Vậy trừ m bình trừ 1 phải bằng 4. Vậy trừ m bình phải bằng 5. Vậy m bình bằng âm 5. Ồ, vô lý rồi, đúng không? Không giải được. Kết thúc. Thế bài ở phía dưới này. Bài ở phía dưới này thì khai thác bài phía trên. Nếu bài ở phía trên này là tổng không đổi, tổng bằng 4, thì bài dưới bên này là tích không đổi các bạn nhé. Các bạn cứ tìm delta như một cách bình thường thôi, nhưng mà thực tế không cần phải tìm delta đâu các bạn ạ. Bởi vì tích A nhân C sẽ bằng âm 5 nhỏ hơn 0. Vậy suy ra phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt rồi. Hai nghiệm trái dấu luôn nhé. Trái dấu luôn, đúng không? Dẫn tới việc là mình tìm SP đã. Mình làm tắt nhá, định hướng thôi. SC sẽ bằng x1 cộng x2 sẽ bằng là m trừ 3. Và P sẽ bằng là x1 nhân x2 thì bằng trừ 5. Theo cái dữ kiện đề bài là x1 với x2 là các số nguyên ý, thì tích hai số bằng âm 5. Vậy x1, x2 phải thuộc ước của âm 5, đúng không? Vậy suy ra việc là x1 này với x2, mình kẻ bảng ra đi. Thằng này là trừ 5, thằng này là 1, thằng này là 1, thằng này là bằng trừ 5, thằng này là bằng 5, đây bằng âm 1, cậu này là bằng âm 1, cậu này bằng 5, đúng không? Như vậy mình sẽ có 4 trường hợp. 4 trường hợp này thì mình thay vào đây thôi. Sau đó mình tìm m trừ 3. M trừ 3 chính là tổng của x1 cộng x2, đúng không? Thằng này là bằng âm 4 này, âm 4 này, đúng chưa? Đây là bằng 4 này, 4 này. Tiếp tục tìm tiếp, đúng không? Vậy đây là m, âm 4, âm 4 thì ra chung một kết quả thì là bằng âm 1. 4 với 4 ra chung kết quả là bằng 7. Như vậy m bằng âm 1, m bằng 7, được chưa nào? Có nghĩa là ở đây là có cái dữ kiện tổng không đổi và tích không đổi này. Thì các bạn nhớ nhá, nếu có những bài nào mà có cái dữ kiện này thì mình dựa vào cái tổng không đổi và tích không đổi này để làm bài tập nó cũng rất là nhanh, đúng không nào? Rồi, thì như vậy là mình đã kết thúc ví dụ số 1 và khai thác ở ví dụ số 1 rồi, đúng chưa? Với các bước cực kỳ cơ bản. Bước số 1 là xác định
phương trình luôn có hai nhận phân biệt, là có thể dùng delta, có thể là dùng tích, có thể là dùng tổng các hệ số. Bước thứ hai là xác định về thức VS, sau đó là kết hợp giữa 1, 2, 3, có nghĩa là kết hợp với điều kiện ban đầu và VS để giải ra x1, x2. X1, x2 có thể theo m. Thì theo m thì sẽ là ví dụ số 2 này các bạn nhé. Ví dụ số 2 này theo m chắc chắn sẽ theo m rồi. Mình có ý đồ cả. Được chưa? Thế bước đầu tiên thì mình cũng sẽ xác định ABC như bình thường thôi. A bằng 1 thì B sẽ bằng là trừ 2 nhân với M trừ 1. Còn ở đây C sẽ bằng trừ 4M. Được chưa? Và mình sẽ thấy rằng lại phải xác định B phẩy là trừ M trừ 1. Đúng không? Từ đây mình sẽ có được delta bằng B phẩy bình trừ 4AC. Có lẽ ở đây mình sẽ không viết lại công thức nữa. Mình sợ là không viết lại công thức thì nhiều bạn cũng vẫn không thuộc. Mình sẽ viết lại một cách cẩn thận. Do B bình ý, nó sẽ là một số dương, thế nên là khi viết ở đây thì mình chỉ ghi là M trừ 1 bình thôi, để tiết kiệm về mặt tính toán và tư duy nó đỡ bị nhầm các bạn ạ. Trừ 1 này, trừ 1 nhân với cả 4M. Trừ 4M đấy chứ nhỉ. Rồi. Sau đó thì mình sẽ khai triển nó thôi, đúng không? M bình trừ 2M cộng 1 cộng 4M. Ô đẹp quá nhỉ. Thì kết quả ra được là bằng M bình này cộng 2M cộng 1 thì bằng với là M cộng 1 tất cả bình. Thế thì M cộng 1 tất cả bình thì lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi M rồi, đúng không? Ồ, sao lại không gõ được cái ký tự đấy nha các bạn nhỉ? Ok, với mọi M. Nhưng mà các bạn nhìn lại nhé, điều kiện ở đây này. Điều kiện ở đây là hai nghĩa phân biệt mà đây đen đại lớn bằng 0. Thế thì một cái lỗi mà đi thi cực kỳ chết người. Để phương trình 1, phương trình sao có hai nghĩa phân biệt thì delta phải lớn hơn 0, đúng không? Nếu delta lớn hơn 0 sẽ tương đương với việc là M cộng 1 phải khác 0. Đó. Các bạn thấy chưa? Cực kỳ chết người. Có đúng là chết người không? Rất dễ nhầm. Mình khẳng định là như vậy. Rất dễ nhầm về mặt điều kiện này. Đương nhiên là những cái tiểu tiết nhỏ này thì các bạn nhớ thôi, cũng không vấn đề gì cả đâu, đúng không? Sau khi đến đây rồi thì mình có delta rồi, lớn hơn rồi, đúng không? Bây giờ thì mình làm gì? Bây giờ thì mình sẽ tìm x1, x2. Được chưa? Tìm x1, x2 thì mình sẽ lại lấy cái hệ thức VS thôi để mình làm, đúng không? Mình lại lấy cái hệ thức VS. Ồ, đã copy thì copy cho nó triệt để nhỉ. Copy phông lên 26 đi các bạn. Đó, to rõ ràng. Đây sẽ là 2m-2, 2 lần m-1. Ở dưới này thì sẽ là -4m, đúng không? Ok. Đến bây giờ thì sẽ phải giải như thế nào? Theo các bạn thì mình sẽ phải giải như thế nào? Câu hỏi cũng tương đối là khó, đúng không nào? Mình nhớ lại lý thuyết là mình sẽ có cái điều kiện ban đầu này. Đây. Mình có đây là cái số 3. Số 3, đúng không? Thế nên là từ 1 và 3
Có, ta có hệ. Hệ gì các bạn? Như lúc nãy thôi. Là x1 cộng x2. Copy cho nhanh các bạn nhé. Ồ, copy cũng đâu phải là dễ. Bằng 2m-2 đi. Còn hệ thứ hai đây. Copy. Đối với hệ này thì bắt buộc phải giải theo m rồi các bạn ạ. Đúng không? Bắt buộc phải giải theo m. Lý do là phương trình trên có m, phương trình dưới không có m, thế thì tổng quát lại thì vẫn phải có m thôi, đúng không? Thế giải như thế nào thì may mắn hay này, khi các bạn lấy phương trình trên cộng với phương trình dưới vào thì nó sẽ mất x2, thì mình sẽ tìm được x1 ngay lập tức. Đó, thế như vậy là 4x1 4x1 sẽ bằng với 2m. Đúng chưa? Phương trình dưới thì mình copy lại thôi. Tương đương luôn. X1 sẽ bằng m/2. Tương đối đẹp đúng không các bạn? X2 sẽ bằng gì? Thế x1 bằng m/2 thì quy chuyển vế quy đồng thôi, thì mình sẽ tìm ra ngay đường nghiệm thôi. Đúng không? Thì là 3/2 chuyển vế sang 3/2 - 2, 3/2 m - 2. Đúng chưa? X2 sẽ bằng 3/3m/2 - 2. Đó. Thì mình sẽ copy này lại cho nó nhanh. Thì x2 sẽ bằng là 3m - 4/2. Đúng chưa nào? Ok. Thế thì bây giờ sau khi xong x1, x2 rồi thì tương tự như đối với cái bài trên này, là mình sẽ thay x1, x2 vào 2 để mình tìm thôi, đúng không? Đến đây thì các bạn sẽ ghi là thay x1, x2 vào 2. Có 2 đây, bằng -4m. Thế như vậy là mình sẽ có được là m/2 nhân với cả 3m - 4/2 sẽ bằng là -4m. Đến đây thì chỉ cần giải thôi. Quy đồng nhân lên chúng ta sẽ được là 3m - 4m. Mình sẽ dùng dấu tương đương nhưng mà không cần phân số này nữa này các bạn này. Nhân chéo luôn. Bằng -16m. Đúng không? Tương đương 3m² cộng 12m bằng 0. Rút 3m ra. Trong ngoặc còn m cộng 4 bằng 0. Đến đây mình sẽ tìm ra được m bằng 0 và m bằng -4, đúng chưa nào? Thế thì m bằng 0 với m bằng -4 thì có thỏa mãn không? Tương đương m bằng 0 và m bằng -4 thì cả hai cậu này thì đều thỏa mãn hết các bạn ạ. Thế nên là bài này kết thúc rồi. Vậy m sẽ thuộc tập hợp là 0 và -4 thì copy cái này lại thôi, đúng không? Thì phải phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn cái này chứ nhỉ, đúng không? Cũng vẫn hơi tạt nhỉ. Không sao thôi. Thế thì mình nhìn lại các bước này. Bước 1 là delta với m khác -1, sau đó vs giống hệt như bài kia, mình lại kết hợp điều kiện số 1 với điều kiện số 3 để giải hệ thôi. Hệ là hệ chờ tham số, thế thì ở chương trước làm cũng phải tương đối chắc đấy, cũng không quá khó đâu.
Sau đó làm thế x1, x2 vào 2 để giải thôi. Gần như là tất cả các bài đều làm như vậy mà. Bạn nhé. Thì bài ở này có bài tập khai thác không? Thì có các bạn ạ. Bài tập khai thác thì mình lại cho rơi vào bài tập số 3 cơ. Với luyện tập thôi các bạn ạ. Bởi vì là với x1 tổng hoặc chứa tham số và tích chứa tham số thì cũng không khai thác được nhiều. Đương nhiên là sẽ có những cái bài tập rất nâng cao và áp dụng cực kỳ mẹo mực, nhưng mà không đáng kể các bạn ạ. Đi thi cũng không rơi vào những cái trường hợp nó quá khó đâu. Theo mình là như vậy. Thế thì mình đến với ví dụ số 3. Là cho phương trình x bình trừ 6x trừ m cộng 3 tham số thực, và tìm m để phương trình có thỏa mãn là x2 bằng x1 bình. Thế thì nhận thấy này, cái gì đây? B không đổi đây, B bằng một hệ số đây. Thế thì có giống cái nhận xét ở bài 1 này của mình không? Đó, đúng chưa? Tổng không đổi đấy. Thì không biết là có cái ý nghĩa gì không? Thực tế đáng nhẽ là phải là khai thác bài này đúng không? Mà không, không sao cả. Mình phát hiện ra được một cái vấn đề rất là hay rồi. Thì có thể là lời giải nó sẽ đẹp hơn rất nhiều, đúng không? A sẽ bằng 1, B sẽ bằng trừ 6, còn C sẽ bằng là trừ M cộng 3. Mình lại xác định B phẩy. Như các bài đều rất thích là B phẩy nha các bạn nhé. Delta sẽ bằng là B bình, B phẩy bình, B phẩy bình trừ 4AC, à trừ AC thôi. Thì B phẩy bình thì sẽ bằng là 9 luôn nhé các bạn nhé. Trừ cho 1, 1 nhân với trừ m cộng 3, đúng không? Bằng 9 cộng m trừ 3 bằng 6 cộng m, đúng không nào? Thế thì để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì delta phẩy, ô delta phẩy, mình lại ghi delta rồi, delta phẩy sẽ phải lớn hơn 0, đúng không? Tương đương với là 6 cộng m lớn hơn 0, tương đương m lớn hơn âm 6. M lớn hơn 6. Hi. Tự nhiên lại chuyển vào dấu ô. Có cái gì đó nhầm lẫn ở đây. Hi. Cái dấu kia nó bị cong cong. Kệ nó nhé các bạn nhé. Như vậy là xong bước 1 đúng không? Bước 2 là hệ thức VS. Thế thì lại copy thôi các bạn. Đúng không? Lại copy thôi. Cùng một dạng mà chả khác gì nhau cả. Trừ b trên a trừ b là phải trừ 6 nhé, đừng có bạn nào lấy trừ b phẩy nhá, thì sẽ là 6 này. Còn c trên a thì 3 trừ m được không các bạn, cho nó đẹp rồi. Thế thì đến đây thì mình lại theo đề bài ta có đây cậu này. Đây, cậu này. Mình đây là 3 đi. Đúng không? Từ 1 và 3 ta có hệ. Đúng không? Ta có hệ từ 1 và 3. À, ta có hệ. Lại hệ. Hi. Nhưng mà bây giờ lại không phải là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn nữa rồi các bạn ạ. Đúng không? Bây giờ hệ của mình là x1 cộng x2 bằng 6 và x2 bằng x1 bình. Thế thì giải cái bài này như thế nào? Mình viết ghi có hệ như thế này thôi, nhưng mà thực tế thì nếu mà để giải đẹp ý thì mình không nên ghi hệ này, mình sẽ rút ra. Mình rút ra mình thế vào các bạn ạ. Mình rút ra xong rồi mình thế vào nhá. Rút ra thế vào thôi, mình cứ để hệ đi cho nó giống các bài trên nhá. Thì bây giờ mình sẽ rút x2 ra,
thay từ x2 từ dòng trên này này xuống dòng dưới. Được không? Thì x2 sẽ bằng 6 trừ x1. Đấy. Dưới là x2 bằng x1 bình. Đúng chưa nào? Thế từ đây thì mình sẽ suy ra. Mình thay, mình dùng phương pháp thế, dùng phương pháp thế. Chân phương một tí nhá các bạn nhá. Dùng phương pháp thế. Ta có gì đây? Là 6 trừ x1 sẽ bằng x1 bình. Đúng không? Đến đây mình chuyển về thôi. Đúng chưa? X1 bình cộng x1 trừ 6 bằng 0. À, đây là một tam thức bậc 2 đúng không các bạn? Có rất nhiều cách để giải được. Tách tổng tích rồi delta. Đúng không? Thế thì có lẽ là mình sẽ ghi luôn kết quả nhá các bạn nhá. Cho nó nhanh. X1 cộng 3 nhân x1 trừ 2 bằng 0. Các bạn tách tổng tích rồi nhá. Thế thì mình sẽ ra được hai trường hợp đúng không nào? X1 bằng trừ 3. Còn x1 nữa cũng bằng. Hình như ngoặc này nhầm rồi các bạn ạ. Không sao. Mình sẽ phải sửa lại. Đây phải là ngoặc vuông, không phải ngoặc nhọn, đúng không? Ngoặc vuông. Đó. X1 bằng trừ 3 và x2 bằng 2 thì có thỏa mãn điều kiện thì không? Không, chưa có điều kiện mà có điều kiện của m thôi đúng không? Như vậy là mình sẽ đến đây sau khi tìm được x1 rồi thì mình sẽ phải tìm được x2 đúng không? Với x1 bằng trừ 3 thì x2 bằng x1 bằng trừ 3 thì thay lên đây này các bạn này. X1 bằng trừ 3 thì x2 bằng 9 đúng không? Còn với x1 bằng 2, x1 bằng 2 thì x2 sẽ bằng 4. Đó, giống hệt phương pháp mình đã làm. Quay lại phương pháp nhá. Có nghĩa là sau đó dựa vào 1, 2, 3 tìm được x1, x2. Đúng không? Sau đó bây giờ mình mới tìm m. Đúng chưa nào? Bây giờ tìm m thì sẽ có hai trường hợp. Trường hợp 1 với x1 bằng thế này và x2 như thế này. Đúng chưa? Này. Mình sẽ thay vào số 2 tích A nhân C bằng 3 trừ M đúng không? Như vậy mình sẽ có là x1 x1 nhân với x2 bằng 3 trừ M. Suy ra mình thay số vào thôi đúng không? Sẽ bằng trừ 27 bằng 3 trừ M. Như vậy sẽ tương đương với là m bằng mấy? M bằng âm 30. 30. Đúng chưa? Trường hợp 2. Lại copy cậu này. Đúng. Đây là rồi chấm phẩy. Ở đây cũng không phải thì nhỉ. Và đúng không? Thì mình sẽ suy ra được rằng là tích lại thì bằng 8 bằng 3 trừ m tương đương với việc là m bằng mấy? Và bằng 5. À, âm 5 chứ đúng không? Âm 5. Thế kiểm tra lại điều kiện nào. Điều kiện m lớn hơn âm 6. Như vậy là may quá, thỏa mãn hết. Thỏa mãn hết các bạn ạ. Đẹp quá đúng không? Như vậy là mình kết luận được rồi. Vậy M sẽ phải thuộc tập hợp là 30 và âm 5. Thì chấm chấm chấm. Đó. Thì sẽ được có cái biểu hướng này. Thôi, copy văn minh thì phương trình có hai nghiệm phân biệt. Đấy.
Văn Minh chơi copy lại toàn bộ luôn, kết luận cho chắc cốp đúng không? Thế thì như vậy là mình đã xong ví dụ này, thấy với vẫn vẫn với các bước như vậy đúng không nào các bạn? Bước 1 vẫn là delta, bước 2 vẫn vs, sau đó từ 1 và 3 có hệ, nhưng mà tuy nhiên là cái hệ này thì không bấm máy tính được, hệ này thì lại phải giải tay thôi đúng không? Sau đó ra x1, x2 rồi lại thay vào tìm m đúng chưa nào? Và mình còn một cái ví dụ cuối cùng trước khi kết thúc dạng 2 với dạng bất đối xứng này, đó chính là ví dụ số 4. Ví dụ số 4 này thì nó hơi kinh điển một tí. Nó giống dạng số 2 các bạn ạ. Tổng với tích lại không phải là một số, thế nên là chắc chắn nó sẽ phải giải x1, x2 theo m rồi. Tương đối dài và rất mệt mỏi đúng không? Riêng với cái loại này thì chắc chắn là mệt mỏi rồi. Đúng chưa nào? B bằng trừ 2m, C bằng m bình trừ 4. Sau đó chúng ta sẽ xác định B phẩy sẽ bằng là trừ m. Đúng chưa? Lại delta phẩy bằng, các con số này đều delta phẩy hết các bạn nhé. Yên tâm sẽ có những cái bài mà có delta các bạn nhé, chứ không phải lúc nào cũng là delta phẩy đâu. Các bạn cứ yên tâm. M bình trừ M bình trừ 4 đúng không? M bình trừ 4. Sau đó các bạn bỏ ngoặc đi thì sẽ thu được là 4. Đẹp quá. Nếu m delta mà bằng 4 thì lớn hơn 0 rồi. Đúng chưa nào? Như vậy là phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Như vậy là phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong được cái bước đầu tiên đúng không? Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái bước VS thôi. Copy lại. Rồi, thế thì x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Trừ b trên a là 2m. C trên a là m bình trừ 4 đúng không? M bình trừ 4. Sau đó có cái hệ thức này. Hệ thức này có lẽ là mình sẽ phải biến đổi một tí đúng không? Theo đề bài, ta có hệ thức này mình gọi là hệ thức số 3. Thì mình biến đổi một tí đi. Suy ra nhé. Với cái này thì x1 và x2 phải khác không? Đúng không? Phải có điều kiện luôn. Ghi điều kiện không? Thôi, tương đương đi. Mình có điều kiện thì mình sẽ ghi tương đương là x2 cộng 3 lần x1 sẽ bằng x1 nhân x2. Với điều kiện là x1, x2 khác không? Thế tích khác không luôn, để tích luôn khác không đúng không, dẫn tới việc là m phải khác cộng trừ 4 ở đây này đúng không? Đến đây thì mình sẽ suy ra, mình thay luôn cái số 2 vào nhé các bạn nhé, để đỡ mất thời gian của các bạn. X2 cộng 3 lần x1 sẽ bằng m bình trừ 4 đúng không? M bình trừ 4. Và với điều kiện mà ngoặc ra luôn thì sẽ là m khác cộng trừ 2. Ok. Như vậy là cái biểu thức số 3 này của mình đã có rồi này. Bây giờ mình phải phải kết hợp giữa biểu thức số 3 này và biểu thức số 1 này để tìm x1, x2. Thế thì còn đơn giản không? Thì câu trả lời là sẽ không còn đơn giản đâu các bạn ạ. Bởi vì ở đây có chứa m bình mà đây có chứa 2m. Mình có nên thử không? Mình nháp thử nhé. Mình nháp thử đi, xem nó có ra cái gì không. X1 cộng x2 bằng 2m. Và x3 x1 cộng x2 sẽ bằng m bình trừ 4. Đúng chưa?
Mình lấy dòng dưới chứ dòng trên nhá. Thì như vậy là 2x1 sẽ bằng là m bình trừ 4 trừ 2m. Như vậy là 2x1 sẽ bằng là m bình trừ 2m cộng 1 trừ 5. X1 sẽ bằng. Thôi, cần gì phải cầu kỳ thế các bạn nhỉ? Cứ để nguyên si đi. Để nguyên si đi các bạn. Để nguyên si đi thì mình sẽ được là m bình này trừ 2m trừ 4 chia 2. Đúng không? Xóa đây đi. Thì như vậy là x2 mình sẽ tìm được là bao nhiêu? x2 sẽ là 2m trừ cho m bình trừ 2m trừ 4 trên 2. Mình rút gọn đi. Sẽ bằng là 4m trừ m bình cộng 2m cộng 4 trên 2. Thì x2 sẽ bằng là trừ m bình cộng 6m cộng 4 trên 2. Và sau đó mình lấy x1 nhân x2 lại với nhau. Ôi dồi ôi, chết mất. X1 nhân x2 sẽ bằng là m bình trừ 2m trừ 4 nhân với là trừ m bình cộng 6m cộng 4 trên 2. Ồ, không biết là có cái mẹo nào để giải quyết cái vấn đề này không chứ số nó hơi khủng khiếp rồi đúng không các bạn? Đúng không nhỉ? Hơi to rồi, đúng không? Có chuyển nó về hàng đẳng thức gì không nhỉ? Đây trừ đây này m bình trừ 4 đây có m bình trừ 4 này ngược dấu này có lẽ là không rồi đúng không? Thế thì phương án này không khả thi, không khả thi các bạn nhé, phương án này không khả thi. Vậy chúng ta sẽ tư duy như thế nào đến cái bước này? Thế thì đây là một dạng đặc biệt các bạn ạ, dạng đặc biệt. Mình sẽ không thể đưa về hệ được để giải, đúng không? Không thể đưa về hệ được để giải. Thế thì mình sẽ làm như sau. Mình dựa vào vs thì cũng rất là khó, đúng không? Dựa vào vs thì cũng rất là khó. Thế nên là ở đây có một cái mẹo. Nếu mà delta mà đẹp như thế này, mình có thể xác định được căn delta phẩy thì bằng 2, đúng không? Từ đây mình sẽ suy ra được x1 sẽ bằng là không được, mình nghĩ x thôi. Sẽ có hai giá trị là m cộng cộng 2 hoặc x bằng m trừ 2, đúng không? Hoặc đúng chưa? Thế thì mình sẽ chia hai trường hợp các bạn. Thay bằng việc mình sẽ không phải xác định vs nữa mà mình sẽ tìm x1, x2 đây. Mình sẽ chia thành hai trường hợp để mình giải. Mình sẽ thấy x1, x2 lần lượt ở hai trường hợp này vào nhá. Có hai trường hợp, trường hợp 1 đây là x1, đây x2 này. Hoặc trường hợp 2 là x2, x1, x2. Thằng trên là m trừ 2, thằng dưới là m cộng 2 để giải. Được không nào? Thế thì khi mà viết vs này ra xong đến đây rồi mà ra được x1, x2 đây rồi thì mình chia làm hai trường hợp. Trường hợp 1 thôi. X1 bằng m trừ 2, x2 bằng m cộng 2 thì giải nó sẽ tương đối nhanh nhá. Mình xin phép được viết bằng tay luôn ở cái giai đoạn này để không làm mất thời gian của các bạn. Thì mình thay vào đây thì mình sẽ suy ra được rằng là m cộng 2 cộng với 3 lần m trừ 2 thì sẽ bằng là m bình trừ 4, đúng không? Tương đương với là m cộng 2 cộng 3m trừ 6 bằng m bình trừ 4. Mình chuyển về thôi. M bình ra bên này. Đây là 4m đúng không? Đây là trừ 4m. Đây là trừ 4, trừ 4 là hết. Vậy tương đương với việc là m nhân m trừ 4 mới bằng 0. Vậy tương đương là m bằng 0 hoặc m bằng 4. Ừ, tương đối đẹp nhỉ. Thế trường hợp 2 là gì? Trường hợp 2
thì mình có được là x1 bằng m cộng 2 và x2 bằng m trừ 2. Thế thì mình lại thay thôi. Thì là m trừ 2 cộng với 3 lần m cộng 2 bằng với m bình trừ 4. Đúng không? Suy ra mình lại nhân bung hết ra và mình giải như một cách bình thường thì sẽ thu được kết quả là m trừ 2 cộng 3m cộng 6 bằng m bình trừ 4. Sau đó chuyển về đi. Đây là cộng 4 là thành trừ 8 đúng không? Không. Có nhầm gì không nhỉ các bạn nhỉ? Sau đó mình chuyển về hàng đẳng thức các bạn. Trừ 4m cộng 4 đúng không? Trừ 12 bằng 0. Như vậy mình sẽ thu được kết quả là m trừ 2 tất cả bình bằng 12. Đúng nào. Thế thì tương đương với việc là hai sự kiện là m sẽ bằng là căn 12 cộng 2 và m sẽ bằng là trừ căn 12 cộng 2. Đúng chưa? Hay là bằng 2 cộng 2 căn 3 bằng 2 trừ 2 căn 3. Quá tuyệt vời. Như vậy là bốn giá trị này thỏa mãn điều kiện là m khác cộng trừ 2 chưa? Thỏa mãn hết rồi các bạn ạ. Thỏa mãn nhé. Thỏa mãn. Đó. Sau đó thì mình kết luận thôi. Vậy m sẽ thuộc các giá trị 0, 4 và 2 cộng trừ 2 căn 3. Được chưa nào? À thế thì bài ví dụ 4 này thì nó hơi khác so với các ví dụ trên. Ví dụ 4 này thì nếu dựa vào cái hệ 1, 3 thì các bạn sẽ giải vô cùng khó. Khẳng định lại một lần nữa này, có giải được không? Theo mình, chắc chắn giải được. Nhưng sẽ rất khó. Mà khó như thế này thì đương nhiên sẽ phải có cách nào ngắn hơn, dễ chịu hơn. Thì thay bằng việc dùng hệ 1, 3 để tìm x1, x2 theo M, thì mình lại dựa vào delta cực đẹp. Delta cực đẹp nha các bạn nhé. Delta phẩy hoặc delta cực đẹp để có thể tìm được x1, x2 theo M. Và sau khi tìm được x1, x2 theo M rồi thì chúng ta dễ dàng tìm đúng M. Đúng không nào? Thế thì bài chuyên đề 4 dạng 2 của mình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào cái dạng số 3. Đúng nào? Thế trước khi chúng ta kết thúc nghỉ thì các bạn nên giờ lại phần phía đầu. Thì chúng ta sẽ dựa vào 1, 2, 3 để tìm x1, x2 có thể theo m, hoặc dựa vào delta, hoặc dựa vào delta. Đúng không? Hoặc dựa vào bước 1 các bạn ạ. Các bạn ghi là hoặc dựa vào bước 1. Đó, một cái nhận xét cực mạnh để có thể làm được thêm được rất nhiều bài tập nữa. Được chưa nào? Xin chào. Bye bye.